tình cờ biết được thông tin ở một ngôi làng ở miền trung Tanzania có một cái dân tộc thiểu số có làm bạn với những chú rắn, mà không phải là rắn bình thường, có cả những cái loài rắn cực kỳ độc như là Black Mamba, một trong những cái loại rắn mà độc nhất ở trên thế giới này. Không chần chừ, ngay lập tức mình đã có mặt ở đây. Chỉ bằng vài cái thông tin mà lờ mờ trên mạng thì mình cũng đang đi tìm đến cái ngôi làng là Miono đây. Đây thì ngôi làng này mình có nghe biết là ở đây có một cái kiểu như dân tộc thiểu số ở Tanzania, người ta có thể gọi là có những cái vũ điệu mà nhảy cùng với những cái loại rắn. Cuối cùng thì mình đã đến cái ngôi làng này đây rồi. Anh ấy đang làm một cái thuốc để phòng chừa để cho rắn cắn đấy các bạn. Nhìn có vẻ giống than quá các bạn. What kind of snake you use this one? What kind of snake? Mambo, cobra. Some snake. Any all snake. Any nyoka gani? Nyoka wote yule. Nyoka wote. Any snake. Any snake. Yeah. Had the poison. Yeah. Chỗ này là để làm cái để gọi là kìm độc với các bạn. Cái thuốc không biết có chữa được hết không, nhưng mà nói chung là nó cũng có tác dụng là kìm độc được. Thì khi mà rắn cắn vào ấy, thì người ta sẽ uống cái này vào. So okay, when one snake how many you eat thing inside the body? About so, okay, like this, huh? This to yani unaweka kwenye maji. Water. This water. Then you drink. Drink then other medicine. Drink then put in body. Chare. Skin. Sauce. Okay. Yeah. Cut in body and put other it outside skin. Part of body. Flesh. So after that, no need to go hospital. No hospital. No hospital. No hospital. Yeah. That is done. Yeah. Wow. And this done. Đây là một cái loại thuốc mà chỉ cần uống một chút như vừa nãy vào đấy các bạn, và cắt một ít ở da mà có cái mạch máu ở trên người này, rồi bôi nó vào thì là sẽ kiềm chế là hết được cái độc cái luôn, không phải đi lên bệnh viện làm cái gì nữa. Đây chỉ những cái bậc thầy mà chuyên nghiệp về về kiểu như là nuôi dạy rắn rồi các thứ thì mới biết được những cái loại thuốc như thế này thôi. But this from like good, right? Good. Hmm? After fire. Dust. Good. This one. Yeah. Mình không biết là đang là than hay là cái gì. This. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Some of tree. Some of tree. Then to bunny. What kind of tree, bro? Name of tree you make it. What kind of tree? Good. Mango, apple. A secret. This is a non-function. Không biết là lấy bằng cái cây gì đấy các bạn. Bậc thầy về nuôi đàn dạy rắn đã tới đây. Mambo. Hi, how are you? Skozo, huh? I'm good, yeah. I'm Zap. Okay. Are you fine? Yeah, I'm fine. Okay. Thì bây giờ đây mình sẽ ra cái chỗ mà người ta đang cất rắn ở đây và sẽ đợi một lúc nữa thì không biết là như thế nào nữa, nhưng bây giờ mình cứ ra mình ngồi nói chuyện với anh ấy một lát thôi để xem chuyện gì sẽ tiếp theo, xảy ra tiếp theo. Những cái con rắn mà anh có để ở đây đây, thì anh này anh là bậc thầy mà nuôi những cái loại rắn
Wow. It's now a hobo. Okay. This is what kind of snake, bro? Huh? This is a name of snake. Name of snake? Yeah. So in our language, we are calling him Msanga. I don't know in English. Ah. Uh-huh. Have the poison? No poison. No poison? No poison. Okay. Yeah, you can talk even you. Ah. Yeah. Don't have fear. Don't have fear? It's real, yeah. Đây cho các bạn xem là anh bảo con rắn này thì là không có độc đấy, nhưng mà mình thì mấy cái con trườn trườn này là mình cũng hơi ghê một chút các bạn ạ. Đấy. Đấy, đây anh ấy tiếp tục cho mình xem những cái loại rắn ở đây. Ui con chăn các bạn ạ. Don't fear. Don't be free, yeah. Trust me. Trust me. So how long you been in like to teaching of snake? How many years? For me? Yes. This are tradition from our parents. Our parents? Yeah. Okay. Long time. Oh. So I don't know how I started it to joining with this. Okay. Yeah. Bây giờ con rắn này nó kiểu như là em bé mình đang nâng niu đấy các bạn. Ui, ui. Mình cảm tưởng như nó mỏng manh, nó dễ vỡ thật. Và cũng sợ nó cắn. Ở trong này là hai con chăn rất to đây. Anh này thì anh ấy huấn luyện rắn là từ, anh không biết từ bao giờ, nhưng mà từ thời ông bà bố mẹ của anh đấy là đã dạy, đã làm cái nuôi rắn này này. Wow. 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 Nhìn con chăn to dã man luôn. Wow. The first time. Python. Yeah. Really big, huh? Lần đầu tiên mình đứng gần con chăn nó to này các bạn. I'm going down. I'm going to take it. Oh, yes. Oh. Oh, chạy mất rồi. Ồ. Mấy con chăn này có vẻ rất hung dữ. You can't to move. Very strong. Very strong. Hay quá. Trời. Anh. Chạy đâu? Chạy đâu? I see you in your internet, you have some mamba snake, right? Yeah. So we are stay with them and then we leave after. Even after 1 week, yeah, we leave all to the forest. I can say that forest. We leave.
is a black mamba in our area. Yeah. But you can't see in this in our area. Yeah. Without it to some people to call us. Yes. It does bring some problem. Mm. So sometimes it's going to killing people. Yes. Or vaping. You know? Yeah. He's not sleeping. He's too brave. So if they call us, yes, somewhere, if we can get the call from somewhere, yeah, and the black mamba is bringing some problem, is killing people or cows or goats, so we are going to take there and to bring here. So that's why you don't see any black mamba. Yeah. After to get in the forest and to bring here, we are do some medicine in order when we have leave to back to the country, no country, to the forest. Yes. They not go to do problem forever. Oh. So for break mamba, we move the teeth because that we are the way we move the teeth, we are going to make the same wizard, I can say wizard, because the black mamba is very dangerous snake, even green mamba, for all dangerous snake. When we have got to the forest and to bring here, we supposed to make sure before to leave, we have done the something like medicine, to make the medicine to them, and then we are going to leave, cause when they live there, they can't bite any people, they can't do any problem. They're going to be cooled down. And this is, we are calling unyema. When some people bite by snake, this is first aid. Okay. You know, you're supposed to take this and to keep to the water. They eat, you know. Uh-huh. And you can take the... They call it tool. Tool or what? Tool. Lizer. To get some, you can cut in here. Seven, yes. And then you cut. Take this to cut here. Cut in a head? Yeah, in a head. Okay. To the middle, I can say middle. Okay. You cut here and then you take this, apply here. That is the first aid. If there's some people is bited by snake, you know, and then you're going to continue with some medicine. This is first aid. This is a make from goat, huh? Unyema. We are calling unyema. Unyema. Yeah, you can eat. There's no unyema in our tribal. Zigua tribal. So this is Zigua tribal. We are calling unyema. Nói chung là cái này mình không biết là từ làm từ cái loại gỗ gì đấy các bạn, tại vì đấy, nhưng mà trong tiếng Tanzania là tiếng Magumba gì đó, nhưng mà đây là một cái loại gỗ gì đó mà mọi người đốt lên để lấy làm than. Thì đây là cái lựa chọn đầu tiên mà khi mà để mọi người mà khi mà bị rắn độc cắn đấy các bạn, thì mọi người sẽ ăn vào đây hòa với nước uống vào trong người và sẽ kiểu như là cắt một cái rạch một cái da ở trên đầu này và bôi lên đầu đấy các bạn. Ấy thì anh cũng nói là ở trong cái khu làng này ấy, thì có rất nhiều những cái loại rắn mà rắn độc ấy. Mà trước kia mà ví dụ anh có nghe là từ một người nào đấy ở trong làng này mà bị rắn độc cắn thì anh sẽ đến và anh sẽ lấy con rắn ấy về và kiểu như là làm nó không còn độc nữa ấy, và thả lại về rừng, chứ anh cũng không nuôi. Nhưng mà trước đây là anh cũng có là những cái loại rắn mà như ví dụ mamba rắn mamba gì đấy, cái loại rắn đấy là cực kỳ độc ở trên thế giới luôn các bạn, độc nhất trên thế giới luôn đấy. Nhưng mà anh cũng về đây anh ấy huấn luyện rồi anh ấy bỏ cái độc đi và anh ấy thả lại về rừng. Hiện tại đây thì còn 3 con chăn và 1 con rắn nữa. Na black mamba hawa ni wamefanya matukio. Hebu mchukue yule kule anaondoka. Black mamba. Wamefanya matukio mpaka kuona wamefika hapa na matukio.
kuna Black Mamba alafu huyo mwingine wanamuita ni nafikiri kama Boom Slam huyo hapa lakini atakujibua Boom Slam yes a Boom Slam Boom Slam fanya Boom Slam waletea kesi zao tunaenda kufanyaje tunaenda kuwafuata kwa Black Mamba ni hawa ni huyu unayemuona hapa huyo Black Mamba. So now the, this snake have the poison? Yeah. Have poison? Yes. You don't scare it? Huh? Yes. Why? This have making some problem there. Mm. So they call us and then we have gone to take them. So when you come and you take the mamba like that, have the poison, you don't scare it. Yeah, because we have make it before to go there. Yeah. So we are making some treatment. Treatment. Medicine, yes. And then we are going to take wow. Yes. Trời ơi, các bạn, đây là cái clip mà anh ấy đi gọi là trong dân làng ấy có một cái con rắn mà gọi là rắn mamba, cái loại rắn cực độc trên thế giới ấy. Và có người trong làng nói là có con rắn này đây và anh ấy đến, nhưng mà con rắn này vẫn có độc, nhưng mà anh ấy vẫn không sợ, anh ấy cầm nhảy ghê. So also the black mamba, you can use this one. You can use this one, and then you can continue with others. But this one is not enough. This is first aid, as I told you. Yeah. Khi mà con mamba mà có người ta gọi đến để thuần phục nó, thì anh sẽ mang chuẩn bị sẵn những cái loại thuốc để tránh độc ấy. Thì anh sẽ mang theo để anh đi cùng và lấy con rắn ấy về. Nhưng mà quá kinh khủng luôn ấy. Các bạn giờ nhiều người ở Việt Nam mình không biết rắn mamba đúng không? Nhưng mà đơn giản như rắn hổ mang thôi. Khi mà con rắn từ tự nhiên thế, tự nhiên có một người thấy nó và cầm đưa rắn nó lờ phờ trước mặt này. Đấy, thì các bạn có sợ, có dám để mà cầm lên người như thế không? Nhưng mà anh ấy thì qua nhiều đời nay rồi, anh ấy, bố mẹ của anh đấy, rồi cha truyền con nối ấy. Thì từ thời mà của bố mẹ anh, bố rồi ông của anh đấy là đã có cái truyền thống như thế này rồi đấy. Nên là anh cũng có biết nhiều cái mẹo để không sợ con rắn đấy đi. This is cobra. À, cobra. Cobra. Tradition from our parents from long time. Uh-huh. You know? Yeah. That's why we are continuing with this job. Even children, so this time he's not here, he's not around. Even children, they do like this. Yes. We have teaching many peoples. Like that, I said, if when we called people, you will see many people around here. Yeah, but we didn't call him because I know you know. There is some clip of Black Mamba. Để cho các bạn xem là cái clip mà anh ấy chơi đùa với cả những cái con rắn mà độc nhất trên thế giới này. Have the poison now. Yeah. Wow. Đấy, các bạn thấy là trên tay anh cầm hai con rắn mamba này. Đấy, anh cho nó trườn lên người, lên đầu. Skozamsai. My name. How say Skozam? Skozamsai. Yeah. Đấy, các bạn thấy kìa. Và hiện tại những con này thì anh ấy chỉ nuôi một thời gian, huấn luyện nó một tí rồi cho kiểu như bỏ cái răng độc của nó ra để không làm hại những cái người khác được ấy. Rồi anh lại thả về rừng. Đấy, các bạn thấy là trời, nó trườn lên đầu, lên người. Úi giời, anh để cả vào mặt nữa mà anh không sợ. Quá kinh khủng luôn. Và con rắn này hiện tại là đang trong clip này là đang vẫn còn độc nguyên nhá. Dancing with snake. Yeah. You see many people around here. Yeah. Yes.
As you see here, we don't close our doors and we don't make inside our things that you see guards and dogs. You see, every time the door is open because we are trusting the things we have done in our village. Okay. You know, snake, our security. Uh-huh. Yes. There is no people come to do anything. But this area. Leave your shoes here. Leave shoes, okay. Yes. You see? When people have some problem to their job or to health, you know, so you can do like this, you know, and then, you know, you see, what is this? Like this. You leave like this. You see names of people. Yeah. And this is medicine. Like I say, I told you, Mavumba. Kind of Mavumba this. But. Ở đây cái từ cái cây mà để làm thuốc mà trị rắn độc với các bạn thì ở đây mọi người cũng lấy cái đấy để ra đây để làm một cái mọi người để cầu nguyện rồi thờ cúng với các bạn. So all the just few family to come here or all the village that will come to here. For everyone. Everyone. Everyone have a problem. Yeah. They come here. Come here. Okay. Đấy thì anh ấy cho mình xem cái chỗ mà để thờ cúng ở trong cái ngôi làng này đây. Thì ngôi làng này cũng rất nhiều người mà kiểu như làm bạn với cả những cái loài rắn đấy các bạn. Đấy, nên là cái cách cầu nguyện cũng rất khác biệt. Ôi. Cho nó mình cho nó bò lên người mình này. But the snake love you. Even he loves even you. They love you. And see, and here, we are using for playing. Praying. Yeah. Okay. Like that. Yeah. You see. So we believe here is a ghost. And we trust it. Everything we come to pray here. I think many things they going good. Chỗ này là cái cây thiêng ở trong ngôi làng này này. Các bạn thấy rất nhiều những cái ngôi nhà kiểu như nhà nhỏ vậy. Thì mọi người có làm ra cái này đây. I think 1000 year. Huh? 1000 year. This tree. This tree. Yeah. Oh. I think it's over. Over, I can see over than 1000. Oh. Yeah. Cái bao bắp này quá to luôn các bạn. Mình ôm chắc phải tầm khoảng chợ cỡ tầm 7-8 người vòng tay của người ôm ấy. Ow. Don't fear. They don't have any problem. They don't have a problem. But I'm still scared. Who's Nike? Who's Nike? You can stay with Nike in your room, or you can sleep with them. Đấy. À. Nhập gia tùy tục các bạn ạ. Ok. We can go back. Yeah. Okay. Yeah. Okay, take your snake. Take your snake. Okay, I tried it. Take off your snake. Don't have fear. Don't have fear. You know? Don't have fear. The snake is beautiful. Very beautiful. Believe it. Ooh. Được cái thì mình đi cùng anh này thì mình cũng yên tâm các bạn ạ.
dù sao cũng là một cái bậc thầy của về làm bạn với cả những cái loài rắn này. Không những cái loại rắn bình thường mà những cái loại rắn mà độc nhất trên thế giới là anh cũng làm bạn với cả rắn đấy. Đấy, thì giờ mình cũng làm bạn con rắn này đây. Mtendaji nikafuata ile ilikuwa juzi. Wakanambia ja. Naam. You see this one? Ah, okay. Mm-hmm. When? How when? One week ago. Yeah. Con chăn này đây mới một tuần trước anh ấy kiểu như có người trong làng gọi là thấy con chăn này ăn dê thì là anh ấy mới mang nó về đây thôi. Anh này như là bậc thầy về rắn rồi các bạn. Nên là tất cả những cái người trong làng mà khi mà thấy bất kỳ loại rắn nào mà gây hại cho gia súc hay là con người thì đều gọi anh ấy cả. Đấy, một cái cũng rất thú vị đúng không các bạn? Thì bây giờ đây là mình sẽ chào tạm biệt anh đấy và tiếp tục lại đi tìm kiếm những câu chuyện khác trên hành trình thôi. Thank you for talking with me. Okay, thank you too. You are warm, welcome.